2 tại trường thi của Trạm Nguyên Nhí là sự xuất hiện của 50 sĩ tử xinh đẹp, tài năng đến từ trường tiểu học Võ Trường Toàn thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, ở tại trường thi của chúng tớ cũng còn rất là nhiều các thầy cô này, các bậc phụ huynh này và các bạn nhỏ của cùng trường để cổ vũ cho các bạn này đấy. Và xin được cảm ơn nhà tài trợ sữa VB Milk Pro Cộng đã đồng hành cùng chương trình Trạm Nguyên Nhí. Tại sao hôm nay cậu đến trường thi sớm thế? Tớ tới sớm để cái gì đó? Cái cây. Nghe nói là bạn Tài Tinh Anh ngày hôm nay của chúng ta hả? Rất cao nè, xinh đẹp nè, thì mình mang mình tặng quà để mình tạo cảm tình. Cảm tình. Này, tớ cũng mang trái sầu riêng đến tặng bạn ý này. Cậu cũng có khác gì tớ đâu. Trời ơi, bấy bao nhiêu lâu nay mới có một Trạm Tinh Anh gọi là xinh đẹp. Bạn nó không có thích ăn sầu riêng đâu, bạn thích ăn chôm chôm như là táo của tớ cơ. Tới rồi. Ôi, Tài Tinh Anh tới rồi. Bạn Tài Tinh Anh đây. Đâu? Ủa sao mình không thấy vậy? Không, mình nè. Đâu, Tài Tinh Anh đâu? Hình như đây là Tài Tinh Anh thiệt nè. Tài Tinh Anh hôm nay của tụi mình nè. Ủa sao kỳ vậy? Cao lớn đâu? Xinh đẹp đâu, hào quang đâu. Bây giờ mấy bạn đối xử với mình vậy đúng không? Không, bạn ơi, đừng có giận mà, đừng có khóc mà. Mình giỡn thôi chứ thật ra mình biết là ngày hôm nay á là bạn Ngọc Phước tới và bạn thích ăn trái cây. Cho nên á là mình mới mang trái cây này ra tặng bạn. Tớ tặng bạn luôn trái sầu riêng nè. Trời ơi, quá dữ luôn. Nè, tặng bạn luôn nè. Tớ là Trạm cao lớn. Còn tớ là Trạm Tinh Anh. Tớ là Trạm học nhanh. Còn tớ là Trạm màu nhất. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Trạm Nguyên Nhí. Hôm nay Trạm Nguyên Nhí sẽ chu du đến trường tiểu học Võ Trường Toàn tại Cần Thơ. Trạm Nguyên Nhí đến với trường tiểu học giúp cho các em được học tập, được trải nghiệm, được vui chơi, trong chơi mà học, trong học mà chơi. Bài thi nó rất là vui. Vui là điểm nào? Điểm nó khó. Khó là điểm nào? Khó là điểm thắc não. Cô học mày học dữ lắm. Ba mẹ ơi, ông bà ơi, anh chị ơi, con kiểu gì cũng sẽ thắng. Liệu các bạn trưởng Võ Trường Toàn sẽ mang đến tài năng gì cho chương trình nhỉ? Bây giờ thì mình thích làm gì? Bây giờ thì hiện tại đang nhắm tới nghề làm ca sĩ. Võ thuật là con học võ gì? Là võ đá và võ đấm. 2, 3. Trời ơi. Ngoài ra, vẽ cũng là một tài năng được rất nhiều bạn lựa chọn đấy. Dạ là con vẽ Trạm Nguyên học nhanh đứng cạnh một con mèo. À, tức là trong cái bức tranh này là con vẽ con cùng với các bạn. Dạ. Mà con là con đầu Trạm Nguyên rồi. Dạ. Còn các bạn là các bạn gớt, các bạn cổ vũ con. Các bạn nhỏ trường Võ Trường Toàn đều vô cùng tự tin và đáng yêu. Cùng đón xem Trạm Nguyên Nhí để tiếp tục theo dõi hành trình thú vị của các bạn ấy nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tung bằng có cây trong cơm, khen ai khéo vỗ ôm mấy bông mà nên bông, ôm mấy bông mà nên bông. Một bầy tăng tình con xít, một bầy tăng tình con xít, ôm mấy lội 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 sông, ôm mấy đi tìm em nhớ thương ai, được còn mặt ôm mấy lì. Một hoa trạng nguyên của các bạn tiểu học Võ Trường Toản. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Vừa rồi chúng ta đã được đón xem một tiết mục hoa trạng nguyên rất là dễ thương. Và tiết mục này đã được livestream ở trên fanpage Trạng Nguyên nhí. Ngay từ lúc này xin mời tất cả các thầy cô, các phụ huynh sẽ cùng truy cập vào fanpage Trạng Nguyên nhí để cùng nhấn yêu thích, theo dõi và chia sẻ cho tiết mục vừa rồi. Với những lượt chia sẻ đến từ phụ huynh và các thầy cô sẽ được quy đổi để cứu các bạn sĩ tử quay trở lại trường thi sau kỳ thi hương. Và ở mùa này có một điều rất đặc biệt, sẽ có một mini game dành cho khán giả. Các bạn nhỏ cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình, hãy nhớ theo dõi từng chi tiết của tập này nha, vì câu hỏi của chúng ta sẽ liên quan đó. Các bạn ơi, từ năm nay, các khán giả của Trạng Nguyên nhí, bao gồm cả các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh, cũng có thể cùng chúng tớ tham gia trả lời câu hỏi của chương trình để nhận được phần thưởng là 500.000 đồng cùng với một thùng sữa của nhà tài trợ. Bằng cách nào nhỉ? Dễ lắm. Các bạn hãy chú ý theo dõi 45 phút của chương trình là có thể trả lời được câu hỏi rồi. Sau đó, hãy nhanh chóng truy cập vào fanpage của Trạng Nguyên nhí, gửi câu trả lời dưới phần câu hỏi trên fanpage sẽ được đăng khi bắt đầu chương trình, kèm theo một tấm ảnh selfie của bạn cùng với các trạng trên màn hình TV. Comment đáp án sẽ được đóng vào lúc 14 giờ cùng ngày sau khi chương trình phát sóng kết thúc. Khán giả trả lời đúng cộng với sự may mắn sẽ nhận được phần quà thôi. Dễ không nào? Ngay bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho khán giả của tuần này. Trong chương trình ngày hôm nay, Trạng Ngọc Phước đã thi đấu môn gì với Trạng Tuyết Ngân? A. Ném bóng, B. Đánh đàn, C. Dance sport và D. Vẽ tranh. 50 sĩ tử, các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Các thầy cô, các bậc phụ huynh đã sẵn sàng chưa? Và bây giờ lúc chúng ta sẽ cùng nhau đến với kỳ thi hương. Có một bạn sĩ tử đi thi mà ăn mặc lạ lắm. Mình nghe nói bạn là ca sĩ, giờ bạn biết nhiều bài hát lắm đúng không? Việt Nam tôi đó, ngàn năm sáng tươi, Việt Nam tôi đó, ở trong trái tim. Nhóm uống số 4 ai. Sữa dinh dưỡng VPMilk Pro Cộng bổ sung các vi chất thiết yếu, vitamin K2, canxi, vitamin A, omega 6, mang tới nguồn dinh dưỡng dồi dào, giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh mau nhớ. Với 4 hương vị có đường, ít đường, vị dâu, vị chuối, giúp mẹ và bé có thêm nhiều lựa chọn. VPMilk Pro Cộng, sữa được huấn luyện viên Park Hang-seo khuyên dùng. Nhóm uống số 4 ai. Sữa dinh dưỡng VPMilk Pro Cộng bổ sung các vi chất thiết yếu, vitamin K2, canxi, vitamin A, omega 6, mang tới nguồn dinh dưỡng dồi dào, giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh mau nhớ. VPMilk Pro Cộng, sữa được huấn luyện viên Park Hang-seo khuyên dùng. Sữa VPMilk Pro Cộng giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh mau nhớ. Để trở thành Trạng Nguyên, các bạn sĩ tử của chúng ta sẽ phải trải qua 3 kỳ thi: thi hương, thi hội, thi đình. Nào, bắt đầu thôi! Kỳ thi hương gồm những kiến thức thông qua quan sát thế giới quanh em, học kỹ năng sống ở trường và ở nhà, hay đọc từ những câu chuyện trong hiệu sách kỳ diệu. Trả lời đúng hết, các sĩ tử sẽ có danh hiệu cử nhân và chắc chắn có suất dự kỳ thi hội. Nếu không, các sĩ tử vẫn còn cơ hội ở vòng thi cứu trợ hoa Trạng Nguyên.
thơ chắc chắn là đã rất là quen thuộc với hình ảnh của sông nước, của những chiếc thuyền. Vậy câu hỏi số 1 này chắc chắn là sẽ không làm cho các bạn cảm thấy khó khăn lắm đâu. Cây bẹo trên các ghe thuyền chợ nổi thường treo cái gì? Đáp án A, song đồi. Đáp án B, lá cờ. Đáp án C, bảng tên hiệu. Và đáp án D, hàng hóa hoa quả đem bán. Hết giờ luôn. Trong trường thi của chúng ta có một bạn sĩ tử đi thi mà ăn mặc lạ lắm. Ôi, mời bạn đứng dậy cho mọi người cùng nhìn thấy bộ đồ của bạn nè. Tại sao bạn mặc đồ lóng lánh quá vậy? Để mình biểu diễn tiết mục dance sport. Wow, các bạn có muốn xem một tiết mục dance sport không? Có. Rồi, xin mời bạn Kim Ngân của chúng ta bước ra sân khấu. Mình nhìn thì mình thấy là mấy cái động tác này cũng đơn giản, nên là mình thách đấu với bạn Ngọc Phước được không à? Yeah. Được không à? Xin mời bạn Ngọc Phước bước xuống à. Wow. Trời ơi. Sao mình thấy nó lạ dữ vậy ta? Mà có phải đi chợ đâu bạn ơi. Mình nghĩ là nên dashboard không làm thay đổi cuộc sống của mình mà nó làm thay đổi cuộc sống của mình. Bạn nào bình chọn cho Ngọc Phước vỗ tay nào. Rồi. Bạn nào bình chọn cho mình vỗ tay nào. Mỗi bạn nhận một cái phần riêng từ mình. Wow, yes. Mình biết người chiến thắng ở đây đúng ra là bạn Kim Ngân. Dành cho bạn ấy một tràng pháo tay nữa nè. Không biết là với câu hỏi cây bẹo trên ghe thuyền chợ nổi thường treo cái gì thì bạn đã chọn đáp án nào hả bạn Ngân? Dạ, mình chọn đáp án D là hàng hóa hoa quả đem bán. Ồ, bạn đã đi chợ nổi bao giờ chưa? Mình cũng không nhớ nữa. Mình sẽ nhờ bạn Trạng Cao Lớn giải đáp thôi. Trạng Cao Lớn ơi. Các bạn ơi, bạn Kim Ngân có thể không nhớ là đi chợ nổi bao nhiêu lần, nhưng bạn đã nhớ chính xác được mục đích của việc treo các hàng hóa hoa quả đem bán trên các cây bẹo ở trên các ghe thuyền ở chợ nổi. Và đáp án chính xác chính là đáp án D. Tại chợ nổi Cái Răng, người bán hàng thường treo các loại hàng hóa hoa quả mình bán trên cây bẹo như một hình thức quảng cáo này, giao bán hàng hóa trên thuyền tới khách du lịch hoặc người mua hàng. Trạng Cao Lớn đang tò mò là có những bạn nào thích âm nhạc nào, các bạn giơ tay cho mình xem nào. Bạn nào thích ăn trái cây, các bạn giơ tay cho mình xem nào. Thế thì chắc chắn là câu hỏi này sẽ làm cho các bạn cảm thấy rất là thú vị, bởi vì chúng ta sẽ nghe một bài hát liên quan đến trái cây. Má trồng toàn những cây. Loại quả nào còn thiếu trong đoạn nhạc? Đáp án A, trái dừa xiêm. Đáp án B, trái mít thái. Đáp án C, trái sầu riêng. Và đáp án D, trái mận cơm. Hết giờ luôn. Bạn ơi, mình nghe nói bạn là ca sĩ, giờ bạn biết nhiều bài hát lắm đúng không? Mình biết cũng kha khá bài hát. Bài nào là bạn hát hay nhất? Bạn hát hay nhất là bài I Love Việt Nam. I Love Việt Nam. Việt Nam tôi đó ngàn
năm sáng tươi, Việt Nam tôi đó ở trong trái tim. Dù cho năm tháng, dù nơi chốn xa, quê hương đi đâu, xem ai ở về. Việt Nam I love, Việt Nam you love, Việt Nam I love, Việt Nam you love. Tình yêu tôi mãi dành cho nước Nam. I wanna say I love Việt Nam. Yeah. Wow. Và với câu hỏi thứ hai này á thì chắc chắn cái câu này bạn sẽ trả lời đúng thôi. Mình chọn đáp án là trái sầu riêng. Chúng mình sẽ cùng nghe đoạn nhạc để cùng xác nhận đáp án của câu hỏi này. Má trồng toàn những cây dễ thương, nào là hoa, là rau, là lúa, còn ba trồng toàn cây dễ sợ, cây xù xì, cây lại có gà. Các bạn biết rồi đó, trong bốn trạng thì mình là người thương các bạn nhiều nhất, yêu các bạn nhiều nhất nhất nhất, trái tim này dành cho các bạn nhiều nhất. Vậy nên là câu hỏi của mình khó nhất. Câu hỏi tiếp theo của mình á là một câu đố mẹo. Trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây nến, một bếp dầu và một bếp củi, mà bạn chỉ có một que diêm mà thôi. Bạn sẽ thắp gì trước tiên? Đáp án A đó là nến, đáp án B là bếp dầu, đáp án C là bếp củi và đáp án D là diêm. Mình nghe nói rằng là bạn rất là thích gấp giấy đúng không? Tớ có chuẩn bị một vài tờ giấy ở đây. Bạn có sẵn lòng là gấp một con hạc giấy để tặng cho chương trình Trạng Nguyên Nhí không? Đây là hai chữ hàng giấy của chúng ta. Như vậy là mình đã gấp được hai chú hạc trong ngày hôm nay rồi. Mục tiêu của chúng ta chỉ còn 998 chú hạc nữa thôi. Nếu như bạn gấp đủ 1.000 chú hạc giấy, lúc đó bạn nhớ ước là trở thành Trạng Nguyên Nhí toàn quốc luôn nha bạn. Ở đây có bạn nào muốn trở thành Trạng Nguyên Nhí nữa? Wow, muốn trở thành Trạng Nguyên Nhí thì phải trả lời đúng câu hỏi đố mẹo. Chúc mừng những bạn nào đã chọn đáp án D là diêm. Bởi vì chúng ta phải thắp que diêm lên thì từ que diêm đó mình mới thắp được nến, bếp dầu và bếp củi, đúng không nè? Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi liên quan tới ca dao, thành ngữ, tục ngữ. Bạn hãy chọn đáp án phù hợp với hình vẽ này. Đáp án A, chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè. Đáp án B, bóng chim tam cá. Đáp án C, chim có tổ, người có tông. Và đáp án cuối cùng là ông nói gà, bà nói vịt. Hết giờ. Trước khi mà công bố đáp án đúng, mình sẽ giải thích cho các bạn nghe về cả bốn đáp án này nha. Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè. Đây là một kinh nghiệm ẩm thực dân gian, có nghĩa là những cái thức ăn ngon trong mỗi mùa đó các bạn. Còn bóng chim tam cá có nghĩa là chỉ những cái rất là xa vời, khó có thể tìm thấy được. Chim có tổ, người có tông có nghĩa là ai cũng có tổ tiên, nguồn cội của mình. Qua đó thể hiện được lòng biết ơn của con người đối với ông bà, tổ tiên, cha mẹ. Còn câu ông nói gà, bà nói vịt có nghĩa là người thì nói thế này, người thì nói thế khác, không có thống nhất ý kiến với nhau gì cả. Và với bức tranh ở trên đây, xin chúc mừng những bạn nào đã chọn đáp án C, chim có tổ, người có tông. Mùa hè sắp đến rồi và một trong những món khoái khẩu của chúng tớ đó là món chè, chè đỗ đen. Và ngày hôm nay, điều gì tuyệt vời hơn khi trong phần hiệu sách kỳ diệu chúng tớ sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện về một hạt đỗ bé xíu, nhỏ xinh, có một hành trình vô cùng ly kỳ và thú vị. Hạt đỗ này
nằm trong một câu chuyện tên là Hạt Đỗ Sót, nằm trong tập truyện Những Chuyện Ngắn Hay Dành Cho Thiếu Nhi của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Câu chuyện như thế nào? Tớ sẽ nhờ ba người bạn tuyệt vời trong lớp tớ kể cho các bạn nhé. Xin mời. Người ta đã đem gieo tất cả các hạt đỗ đen trên luống đất sau nhà. Riêng một hạt đỗ mắc trên mấy mạng nhện không ra được, nằm sót lại ở đáy hũ, nên gọi tên là Đỗ Sót. Đỗ Sót buồn lắm, cô hỏi thăm bạn ông bay qua miệng hũ về tình hình bạn bè của mình. Đỗ Sót ơi, các bạn của cô bây giờ đang nằm dưới lớp đất ấm áp và đợi ngày lên mầm. Các cô ấy thương cô lắm, nhưng chưa biết làm thế nào để mang cô ra chỗ các cô ấy được. Ôi, mình nhớ các bạn của mình quá. Làm thế nào để gặp được mọi người bây giờ? Nha, nha, nha. Ai đây, ai đây? Ngào, ngào. Đúng lúc đang đói bụng lại thấy con mồi quá ngon. Ông trời thiệt là thương tôi quá đi ha. Mi có biết ta là ai không? Ta là mụ mọt đây. Ta đi lang thang cả ngày không có gì ăn. May quá lại có hũ này để ngỏ. Giờ ta sẽ ăn thịt ngươi cho thỏa cơn thèm. Nha, nha, nha. Ôi ôi, phải lăn đi lăn lại thôi, không thể để mụ mọt mắt được mình. Cô Đỗ Sót đấy à? Cô có sao không đó? Ôi các chú kiến của tôi là Đỗ Sót đây. Các chú đến đúng lúc quá. Mụ mọt định ăn thịt tôi, hãy giúp tôi ơi. Để chúng tôi cho mụ một trận. Dám bắt nạt cô Đỗ Sót hả? Không bao giờ có cơ hội đó đâu nha. Nói rồi, các chú lao vào, chú cắn chân, chú leo lên lưng mà cắn cổ. Mụ mọt sợ quá nên giãy giụa, vội vàng đập cánh vọt ra khỏi hũ. Sau đó, các chú kiến cõng Đỗ Sót ra ngoài, đi được ra khỏi miệng hũ, đi thêm một đoạn nữa, thì trời bỗng đổ cơn mưa to. Các chú kiến vội đặt cô Đỗ Sót vào một kẻ gạch rồi dặn dò. Trời mưa to quá, chúng tôi không đi được nữa. Cô cứ ở đây nha, khi nào tạnh á, thì chúng tôi lại mang cô đến chỗ bạn bè của cô. Đỗ Sót chia tay trong nghẹn ngào. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, những lớp bụi đất theo nước mưa trôi vào khe gạch rồi phủ lên mình cô Đỗ Sót một lớp đất mỏng. Đã mấy ngày trôi qua rồi, nằm dưới lớp đất này sao mình thấy trong người mình nó cứ khe khác, hình như là mình đang lớn vậy. Ôi ôi ôi, vỏ của mình bắt đầu tách ra rồi này. Ok, mình đang vươn lên một mầm xanh non. Đầu đội chiếc mũ đen xinh ơi là xinh rồi này. Thích quá, thích quá. Những ngày sau đó, có em bé đi qua liền reo lên. Cây đỗ, mẹ ơi, con lấy cây đỗ này á ra luống đỗ sau vườn nhà mình nha. Rồi em bé lấy con dao nhỏ, nhẹ nhàng xắn vào một khoảng quanh cô đỗ, mang cô ra vườn để trồng vào cuối luống. Các bạn thấy, cô đỗ đều rất mừng vui khôn xiết. Ai cũng hỏi han tiếu tích khoảng thời gian qua của cô Đỗ Sót. Các bạn cô giờ đã ra hoa, còn cô mới lưa thưa vài lá. Dù là lớn muộn hơn một chút, nhưng Đỗ Sót không hề buồn, bởi cô biết là sắc lá màu hoa của mình lại mở đầu một niềm vui mới. Và việc ra hoa, kết quả cũng sẽ không còn xa nữa. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Ba người bạn trong lớp của tớ kể chuyện thật là hay. Một câu chuyện rất là ly kỳ thú vị về bạn Hạt Đỗ Sót. Bạn hãy sắp xếp đúng thứ tự những nhân vật mà bạn Đỗ Sót đã gặp nhé. Số 1, người mẹ. Số 2, em bé. Số 3, các bạn Đỗ của Đỗ Sót. Số 4, các chú kiến. Số 5, mụ mọt. Và số 6 là bạn Ong. Cùng là bé nhỏ mà đi bộ tới trường thi mà còn vác thêm cái đàn này nữa nè. Các bạn thấy bạn ấy có giỏi không? Các bạn có muốn nghe một giai điệu du dương để xóa tan bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi của tụi mình không? Dạ muốn. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Là ý
gửi tặng những người thân yêu trong cuộc sống của mình, những người đã bên cạnh mình những lúc khó khăn nhất. Họ chính là tia nắng để mang đến cho cuộc đời của chúng ta hy vọng. Vậy thì ai là tia nắng của các bạn? Ba mẹ. Rất là ngọt ngào. Mà các bạn có nhớ không, trong câu chuyện hiệu sách kỳ diệu mà chúng ta vừa nghe lúc nãy á, thì những tia nắng cũng đã mang lại sự sống cho bạn Đỗ Sót. Vậy thì với câu hỏi đó, bạn đã chọn đáp án nào? Đầu tiên là 6, 5, 4, 2, 1, 3. Wow, 6, 5, 4, 2, 1, 3. Có bạn nào cùng đáp án này không? Wow, rất là nhiều nha. Vậy đáp án này có đúng không vậy bạn Trạng Cao Lớn? Bạn đã đưa ra một đáp án gần chính xác. Bởi vì thứ tự chính xác của chúng ta phải là 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nếu như mà không có bạn nào trả lời được đúng câu hỏi này, có nghĩa là tất cả mọi người cùng sai, cho tất cả một tràng pháo tay. Có một bạn đúng kìa. Dưỡng uống số mỗi ai. Sữa dinh dưỡng Vivimil Pro Cộng bổ sung các vi chất thiết yếu, vitamin K2, canxi, vitamin A, omega 6, mang tới nguồn dinh dưỡng dồi dào giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh màu nhớ. Với 4 hương vị có đường, ít đường, vị dâu, vị chuối, giúp mẹ và bé có thêm nhiều lựa chọn. Vivimil Pro Cộng, sữa được huấn luyện viên Park Hang-seo khuyên dùng. Dưỡng uống số mỗi ai. Sữa dinh dưỡng Vivimil Pro Cộng bổ sung các vi chất thiết yếu, vitamin K2, canxi, vitamin A, omega 6, mang tới nguồn dinh dưỡng dồi dào giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh màu nhớ. Vivimil Pro Cộng, sữa được huấn luyện viên Park Hang-seo khuyên dùng. Dưỡng uống số mỗi ai. Sữa dinh dưỡng Vivimil Pro Cộng bổ sung các vi chất thiết yếu, vitamin K2, canxi, vitamin A, omega 6, mang tới nguồn dinh dưỡng dồi dào giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh màu nhớ. VPMeal Grow Cộng, sữa được huấn luyện viên Park Hang-seo khuyên dùng. Sữa VPMeal Grow Cộng giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh mau nhớ. Câu hỏi dành cho khán giả tuần này là: trong chương trình ngày hôm nay, Trạng Ngọc Phước đã thi đấu môn gì với Trạng Tuyết Ngân? A. Ném bóng, B. Đánh đàn, C. Dance sport và D. Vẽ tranh. Hãy nhanh tay truy cập fanpage của Trạng Nguyên Nhí để trả lời câu hỏi. Chúc các bạn sẽ nhận được phần quà là 500.000 đồng và một thùng sữa của nhà tài trợ nhé. Trạng Nguyên Nhí. Các bạn ơi, nãy giờ bộ câu hỏi với các bạn có thấy khó không ạ? Ai nôn kết quả giơ tay cho mình xem. Rồi, vậy thì mình sẽ không để các bạn đợi lâu nữa. Các bạn cùng hướng mắt lên màn hình để cùng xem kết quả. Và đây là kết quả của chúng ta. Như vậy, xin được chúc mừng cho bạn đã được 100 điểm. Tuyệt đối là bạn Hồ Bảo Châu đến từ lớp 4A3. Bạn sẽ vào thẳng kỳ thi hội. Đúng rồi. Các bạn sĩ tử còn lại, các bạn có biết có một tin gì không? Đó là chúng ta đang có trên 500 lượt chia sẻ. Thì đây có nghĩa là dù thế nào đi chăng nữa thì tất cả các bạn cũng sẽ được ở lại trường thi. Yeah. Các bạn nhớ phải cố gắng thật nhiều ở vòng thi sau để cảm ơn các thầy cô, ba mẹ vì đã chia sẻ cho chúng mình nha. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Với việc là còn nguyên 50 sĩ tử của trường tiểu học Võ Trường Toàn vẫn còn ở trong trường thi, thì ngày hôm nay Võ Trạng Nguyên là nơi để các bạn có cơ hội được cộng cho mình thêm 10 điểm ở những phần thi sau. Các bạn biết không, ngoài việc là tích lũy những kiến thức, khả năng ra thì các bạn cần phải tập thể thao nữa. Và tại Võ Trạng Nguyên ngày hôm nay còn là việc là tập thể thao và kết hợp tương tác với bố mẹ nữa. Chúng ta sẽ đến với một trò chơi mang tên là chiếc vợt thần kỳ. Chúng ta chơi như sau, thì chúng ta sẽ có bạn Tuyết Ngân và bạn Trí Thiện. Các bạn sẽ ném bóng và bố mẹ ở phía kia sẽ phải dùng chiếc vợt kỳ diệu này để vợt được chiếc bóng. Nếu như bố mẹ vợt được thành công, các bạn sẽ cộng được 10 điểm. Bố ơi, cố lên! Tức là... Các bạn thấy có dễ không? Rồi, mời bạn số 1. Bạn sẽ tự đầu tiên. Bạn muốn số 1 ạ. Hãy... Trò chơi vượt bóng dường như chính là lợi thế của các bạn nhỏ, các phụ huynh cùng các thầy cô trường Võ Trường Toàn. Liệu có ai bị trò chơi này làm khó không đây? Không được ạ, đã chạm đất một lần rồi ạ. Thật tiếc vì hai cô trò đã phạm luật chút xíu. Chúc mừng bạn. Quá xuất sắc.
người giành được điểm khi tham gia trò chơi thì còn có nhiều kiểu ăn mừng với bố mẹ nữa cơ. Ví dụ như hôn lên tay mẹ vì đã giật trúng bóng này. Đã đây à? Rồi. Chúc mừng bạn. Khôi ơi. Sai rồi bạn. Phạm quy rồi. Bạn Khôi đứng cao quá, mình kêu hoài mà bạn Khôi không chịu quay lại. Thôi không sao, lỡ rồi. Các bạn nhỏ hôm nay ném bóng giỏi quá, ghi điểm liên tục rồi. Và dù không ghi được điểm vẫn cười rất tươi. Cùng xem có bao nhiêu sĩ tử đã ghi được 10 điểm sau phần thi Võ Trạng Nguyên. Và đó là pha bóng cuối cùng của Võ Trạng Nguyên ngày hôm nay. Chúc mừng các bạn đã có một cái kỳ thi Võ Trạng Nguyên vô cùng rực rỡ. Và một trong những thành phần đã giúp các bạn làm nên chiến thắng lớn lao ngày hôm nay đó chính là phụ huynh và các thầy. Qua cái kỳ thi Võ Trạng Nguyên này á, mình mới thấm thế cái câu á, bố là siêu nhân. Tại rõ ràng có mấy cú mấy bạn ném tào lao vậy mà bố các bạn đỡ được hết luôn. Và thử thách Võ Trạng Nguyên ngày hôm nay không làm khó được các bạn sĩ tử của trường Võ Trường Toàn. Có tận 42 sĩ tử được cộng điểm cho vòng thi tiếp theo các bạn. Và các bạn đã được cộng thêm 10 điểm ở vòng thi tiếp theo. Các bạn đã sẵn sàng bước vào kỳ thi tiếp theo chưa nào? Vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ đến với kỳ thi hỏi. Vậy là hai bạn là bạn thân của nhau hả? Điểm mạnh và đáng yêu nhất của bạn Nghi là gì? Ngay lúc này thì trọng tài đang bóc trứng để ăn. Ban tổ chức phát 10 trái, chỉ còn 2 trái nữa đâu. Câu hỏi dành cho khán giả tuần này là: trong chương trình ngày hôm nay, Trạng Ngọc Phước đã thi đấu môn gì với Trạng Tuyết Ngân? A. Ném bóng. B. Đánh đàn. C. Dance sport. Và D. Vẽ tranh. Hãy nhanh tay truy cập fanpage của Trạng Nguyên Nhí để trả lời câu hỏi. Chúc các bạn sẽ nhận được phần quà là 500.000 đồng và một thùng sữa của nhà tài trợ nhé. Ở kỳ thi hội, các sĩ tử sẽ tham gia một chuyến dã ngoại và thử sức làm trợ lý của bố mẹ. Qua đó, thể hiện khả năng quan sát, ghi nhớ hay suy luận tại chỗ. Chỉ cần xem kỹ, nhớ kỹ, suy luận logic là bạn có thể vượt qua toàn bộ các câu hỏi để có danh hiệu tiến sĩ. Các sĩ tử có thành tích tốt nhất sẽ bước vào kỳ thi đình. Bạn nghe tiếng gì xung quanh không? Tiếng côn trùng kêu đó. Chúng ta phải đi bắt côn trùng về chơi, bạn hiểu không? Với cái vợt này là một rổ châu chấu cào cào. Nhưng mà bạn... Chưa đâu, mình còn bắt được nhiều loại khác dễ thương hơn nữa. Cũng như là con gián hoặc là con mũi. Rồi mình cũng bắt luôn. Chúng mình nên bắt những con vật đó. Sao vậy? Tuyết Ngân ơi, mình nghĩ là chúng ta nên đến với câu hỏi tình huống dã ngoại của ngày hôm nay luôn đi ha. Tình huống dã ngoại của ngày hôm nay sẽ khiến cho mình hiểu ra tại sao không nên bắt côn trùng hả? Cứ xem đi biết. Có vẻ bí ẩn đây. Được rồi, xem thì xem. Sao giọng hổ lâu thế nhở? Chắc là ý đang mày đi nhảy top top thôi mà. Trời ơi, nhanh lên, bọn nó sắp thiêu tấu rồi. Này An ơi, cậu không nên gãi như vậy đâu. Càng gãi thì càng ngứa rồi. Đây, để tôi giúp cậu nhé. Cậu đưa tay lên nào. Cậu lấy một cục đá. Sau đó cậu chỉ cần chà lên như này. Đấy, cậu thấy đỡ hơn không? Đúng rồi, đỡ thật cậu ạ. Còn mát nữa chứ. Ngoài ra ấy, cậu cũng có thể sử dụng một lát chanh, sau đó để lên vết muỗi đốt. Nó cũng rất là hiệu quả. À mà cậu có để ý rằng dạo này Dũng còn mua cái tai nghe mới về là đeo 24/24 luôn. Lúc mở cái tai nghe ra, ôi dồi ôi, cái tai nó đỏ ứng như màu hai trái cà chua ấy. Chả tốt thế nào cả. Kìa, nhân vật chính đến rồi đi kìa. Thank you.
ơi, đau quá. Ngày hôm nay là ngày gì mà đen đủi thế nhỉ? Sáng dậy ấy, đã thấy mình tè dầm, xong rồi giặt bao nhiêu là chân ga gối đệm. Bây giờ ngã, ôi ôi, ê hết cả mông rồi. Cậu tè dầm á? Ôi, đến tuổi rồi mà vẫn tè dầm. Đấy là tai nạn thôi chứ tôi có muốn như thế đâu. Này, tôi thấy nhá, từ ngày cậu có cái tai nghe ấy, tôi thấy cậu suốt ngày đeo tai nghe rồi. Như thế là không tốt đâu. Cậu chỉ nên đeo 15 phút, sau đó bỏ ra để tai được thư giãn chứ. Ơ, ngày hôm nay sao cậu ăn mặc đẹp thế nhỉ? Các cậu cũng thấy tớ đẹp à? Không những đẹp nhá, mà còn thơm nữa cơ, các cậu ngửi đi. Là một mùi rất chi là quen, nhưng mà hơi lạ lạ kiểu gì. Quen mà hơi lạ lạ. Này, tớ thấy mẹ tớ nhá, xịt quanh phòng nhá, mùi cũng khá là thơm, xong rồi đuổi được bao nhiêu là muỗi. Thế là tớ lấy, tớ xịt lên người. Đấy, đây này. Thơm mà. Các cậu có gì đâu? Không. Nè, thì tớ thông minh không? Ôi giời ơi, cậu may mắn là còn chưa vào viện đấy nhá. Thông minh cái gì? Cậu có biết không, thuốc xịt mũi có thể gây ra rối loạn hô hấp, trẻ em chúng mình với cả những trẻ em sơ sinh ấy, nếu tiếp xúc với thuốc xịt mũi còn có thể dễ tổn thương đến não cơ. Ồ, thế cơ á? Thật mà. Này, thì tôi cho các cậu. Ôi giời ơi. Thì ra là bạn không muốn mình đi bắt côn trùng là do bạn sợ mình đi xong bị muỗi đốt đúng không? Bạn thấy các bạn cười bạn chưa? Không đúng mà các bạn. Được rồi, vậy thì mình sẽ đặt câu hỏi để thách thức coi các bạn có chọn ra được những đáp án đúng của chương trình không nha. Câu hỏi như sau. Các bạn hãy chỉ ra đâu là những thông tin không chính xác được nhắc đến trong tình huống vừa rồi. Đáp án số 1, không nên gãi vết muỗi đốt vì càng gãi sẽ càng ngứa. Đáp án số 2, dùng viên đá lạnh có thể giúp giảm ngứa và sưng tấy vết muỗi đốt. Phương án số 3, chanh sẽ làm cho vết muỗi đốt thêm sưng tấy. Đáp án số 4, đeo tai nghe nhạc cả ngày liên tục không bỏ ra để giúp đầu óc thư giãn. Phương án số 5, xịt trực tiếp thuốc diệt muỗi lên người để phòng tránh muỗi và côn trùng. Và đáp án cuối cùng là thuốc xịt muỗi có thể gây rối loạn hệ hô hấp, đặc biệt là trẻ em. Bạn lúc nào cũng chọc mình hết trơn á, cứ vậy cho mình nghỉ chơi bạn luôn á. Có chọc bạn bao giờ đâu, đâu, đâu. Các bạn thấy bạn vừa làm gì mình không? Không. Vậy là bạn thân không các bạn? Có hai bạn nào trong trường quay này là bạn thân không? Giơ tay lên để mình hỏi thử coi. Vậy là hai bạn là bạn thân của nhau hả? Điểm mạnh và đáng yêu nhất của bạn Nghi là gì? Bạn trả lời đi bạn Phương. Đây đúng là hai người bạn thân rồi. Tại vì những người bạn thân thường nhìn nhau cười với nhau không nói gì hết trơn. Nhưng mà các bạn có biết không, bạn Phương có một món đồ rất đặc biệt. Các bạn thấy có đẹp không? Bạn đã làm bức tranh này bằng vật liệu gì hả bạn Phương? Dạ là từ những tấm ni lông mà mẹ con bỏ đi thì con tận dụng lại để làm cái bức tranh này. Wow, một tràng vỗ tay cho ý tưởng rất là bảo vệ môi trường này nào. Lúc đầu con cũng không có nghĩ tới ý tưởng này đâu, mà mẹ con truyền cái cảm hứng này cho con nên con mới làm được. Con đang vẽ một bãi biển thật là xanh sạch đẹp. Đây là những cái túi ni lông được bạn ấy vẽ màu lên nè, thành hình của ba bạn cá vàng. Có cả bạn bạch tuộc nè, có cả bạn rùa nè, có cả bạn mực, và có rất là nhiều những cái rặn rong biển rất là xanh. Các bạn thấy có sáng tạo không? Nếu vậy thì cho bạn Phương của chúng ta một tràng vỗ tay nào. Vậy lỡ hôm nay giữa hai bạn chỉ có một người được trở thành trạng nguyên thì bạn nào sẽ trở thành trạng nguyên? 2, 3, chị. Wow, hai bạn ấy đúng là bạn thân rồi. Đi tay đây nào, mãi bên nhau bạn nha. Với câu hỏi giả ngoại thì bạn có tự tin không hả bạn Phương? Dạ cũng khá. Những thông tin không chính xác được nhắc đến trong tình huống vừa rồi đó là đáp án số 3, chanh sẽ làm cho vết muỗi đốt thêm sưng tấy. Đáp án số 4, đeo tai nghe nhạc cả ngày liên tục không bỏ ra giúp đầu óc thư giãn. Và đáp án số 5 là xịt trực tiếp thuốc diệt muỗi lên người để phòng tránh muỗi và côn trùng. Thiên ơi! Mấy bạn làm gì vậy? Làm sao vậy? Bạn quên mất ngày hôm nay là vì có việc gì lớn à? Việc gì?
mày hỏi kéo co. Quên làm sao bây giờ? Nhưng mà không được đâu. Các bạn đi kéo co đi. Tất cả chôm chôm á mình phải lột ra hết và bỏ ra dĩa, bỏ vô tủ lạnh. Thôi được rồi. Một tay làm chẳng nên non, ba tay chụm lại chắc chắn là nhanh hơn. Thiện ơi. Dạ. Tụ tập bạn bè. Trời ơi, tất cho cậu làm cho cậu ăn. Tôi thách bạn hả, nuốt luôn cái hạt chôm chôm đi. Làm không làm mà đứng ăn nghe. Tôi có một trò chơi bóc trứng cút. Lột trứng cút lâu lắm bác ơi. Các bạn sĩ tử ơi, các bạn có biết lột trứng cút không ạ? Tuy con không biết lột nhưng mà con biết ăn mà. Ai cũng biết ăn hết trơn á. Bác có tổng cộng 4 cách lột trứng cút, nhưng mà bác không biết cái nào nhanh cái nào chậm. Đầu tiên là mình lột đầu to trước mới tới đầu nhỏ. Cách số 2, mình lột đầu nhỏ rồi mình mới lột đầu to. Cách số 3, sau khi lột xong, mình bỏ tất cả trứng cút vô cái hộp, mình lắc 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 cho nó giặt vỏ ra rồi mình lột. Cách số 4, mình dùng dao mình tách vỏ. Vậy ở đây á, bạn nào tự tin mình hay làm trợ lý của bố mẹ giơ tay nào. Bây giờ mình sẽ lựa chọn hai bạn để lên đây thi bóc trứng cút với nhau. Mời bạn Hưng lên luôn. Đây, mời bạn luôn. 3, 2, 1, bắt đầu. Đôi bàn tay của các bạn ấy đang thoăn thoắt. Ngay lúc này thì trọng tài đang bóc trứng để ăn. Các đấu sĩ của chúng ta vẫn liên tục bóc trứng ạ. Nhanh lên. Thời gian đã trôi qua, Ủa, hết giờ. Sau đây chúng ta sẽ đi từ cách đầu tiên, đó là bóc từ đầu to của quả trứng. Và thành quả là 4 quả trứng, trong đó có 1 quả trứng bị nát bét. Rồi, chúng ta sẽ đến với đáp án thứ 2 là bóc từ đầu nhỏ của quả trứng. Thì bạn Thiện đã bóc được 2 trái rưỡi. Ban tổ chức phát 10 trái. Mà ở đây là có 3 trái đã bóc, 5 trái chưa bóc, vậy còn 2 trái nữa đâu. Trong miệng bạn Thiện. Ê nên tôi thích một chiếc bông đai. Bông đai để ăn được hết tất cả món ăn cùng một lúc. Cách thứ 3 là lắc trứng sau khi luộc cho dập rồi bóc. Thì bạn ấy đã bóc được 6 quả trứng các bạn. Và đáp án cuối cùng là dùng dao tách vỏ. Thì bạn ấy đã tách được 1 quả. Chưa xong 1 quả. Còn trọng tài, trọng tài không có quả nào. Tại vì tách tới đâu ăn tới đó. Cách nào là nhanh nhất hả các bạn? Chính xác, xin chúc mừng các bạn nào đã chọn đáp án C. Yeah. Lắc trứng sau khi luộc cho dập rồi bóc vỏ. Số điểm của mình chứ nào. Và đây là số điểm của các bạn. Xin được chúc mừng các bạn có điểm cao sẽ bước vào vòng thi đình. Đó là bạn Hồ Bảo Châu lớp 4A3. Bạn Nguyễn Huy Hoàng lớp 4A3. Bạn Nguyễn Lâm Anh lớp 4A3. Bạn Thạch Ngọc Mai Phương lớp 3A6. Và bạn Trần Ngọc Anh Thư lớp 4A11. Vậy là trường Võ Trường Toản của chúng ta sẽ có 5 bạn sĩ tử bước vào vòng thi đình. Còn các bạn còn lại, chúng ta sẽ nhận một chiếc huy hiệu Trạng Nguyên Nhí nha các bạn. Chúc các bạn học giỏi nha. Hãy nói một lời gì đó với tất cả các đối thủ của mình đang ngồi ở đây đi ạ. À, mình sẽ chiến thắng. Hơi run chút xíu, khá là sợ. Rớt thì cũng không sao. Câu hỏi dành cho khán giả tuần này là: trong chương trình ngày hôm nay, Trạng Ngọc Phước đã thi đấu môn gì với Trạng Tuyết Ngân? A. Ném bóng. B. Đánh đàn. C. Dance sport. Và D. Vẽ tranh. Hãy nhanh tay truy cập fanpage của Trạng Nguyên Nhí để trả lời câu hỏi. Chúc các bạn sẽ nhận được phần quà là 500.000 đồng và một thùng sữa của nhà tài trợ nhé. Kỳ thi đình là kỳ thi đặc biệt để thẩm định chỉ số EQ, tức là chỉ số cảm xúc của mỗi sĩ tử thông qua một bài luận ngắn được thuyết trình tại chỗ. Thầy cô hiệu trưởng sẽ chính là người lựa chọn ra Trạng Nguyên Nhí của toàn trường. Và ngày hôm nay coi như là quá vinh dự, chúng ta đã tìm ra được
năm sĩ tử quá xuất sắc, quá tuyệt vời, quá thông minh, quá năng động để bước vô kỳ thi đình. Mình có niềm tin rất là lớn đối với sĩ tử ngồi kế mình đây. Hãy nói một lời gì đó với tất cả các đối thủ của mình đang ngồi ở đây đi ạ. À, mình sẽ chiến thắng. Nhẹ nhàng thôi, mình sẽ chiến thắng. Lâm Anh ơi, mình nghe bạn Châu nói như vậy thì mình có bị sợ và mình có muốn bỏ cuộc không nhỉ? Dạ không. Thì mình thi, mình phải thi hết mình. Nếu mà rớt thì cũng không sao. Yên tâm quá. Trong 5 bạn ngày hôm nay bước vào vòng thi đình thì chỉ có một bạn nam duy nhất thôi. Hoàng ơi, bạn có hồi hộp không? Dạ có. Bạn có giỏi về môn văn không? Cũng kha khá đúng không? Thì bạn có tự tin bước vào cái vòng thi đình ngày hôm nay không? Dạ có. Rồi, hai vai cái nào. Cố lên. Bạn Trần Ngọc Anh Thư này, bạn cảm thấy như thế nào khi mà đối thủ của mình lại học cùng một lớp đó nhỉ? Cũng hơi rung chút xíu, tại vì lớp 4A3 khá là giỏi. Hãy vận dụng tất cả sự tự tin này, sự ủng hộ của các bạn cùng lớp này, của thầy cô và các bạn để làm cho lớp mình thật tự hào. Mình đồng ý. Rồi, chúc bạn may mắn ha. Và năm bạn thì có một bạn là nhỏ nhất. Đó, bạn này là học lớp 3 nha. Bạn Mai Phương ơi, mình nhỏ tuổi nhất mình có sợ không? Dạ khá là sợ. Mình nói với bạn một thông tin này, Trạng Nguyên Nhí của chúng ta đã từng có bạn học lớp 2 lần đó. Tự tin không nè? Dạ tự tin. Dạ. Yeah. Năm bạn vô phần thi đình thì các bạn là một trong những cái bạn xuất sắc nhất trong 50 bạn xuất sắc. Thầy gửi lời với các bạn là cố gắng tự tin đạt kết quả tốt nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình, cùng xem đoạn clip. Mời các bạn. Bạn Nguyễn Thị Trang, học sinh lớp 4 trường tiểu học Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, chịu thiệt thòi từ nhỏ. Đôi chân của em bị tật nguyền từ lúc mới chào đời. Em không thể đi lại được, không thể tự đến trường như bạn bè. Thời gian đầu, em phải đối mặt với nhiều ánh nhìn e ngại, thậm chí là sự trêu ghẹo của các bạn trong lớp. Thương bạn vất vả, lẻ loi không có ai chơi cùng, em Phạm Ngọc Trâm đã quyết định đồng hành cùng với bạn của mình. Suốt 4 năm qua, ngày nào Trâm cũng cõng Trang đi học, kể cả lúc đi vệ sinh. Mỗi lần chuẩn bị đến giờ học tiếng Anh hay tin học, phải di chuyển lên các lớp học chuyên biệt, Trâm lại nhanh chóng ghé lưng, cõng bạn lên lớp. Sự giúp đỡ của Trâm tiếp thêm động lực cho Trang để vượt qua nghịch cảnh đứng đầu lớp về thành tích học tập trong suốt những năm vừa qua. Trâm bảo với Trang rằng em có thể giúp bạn đến khi nào cũng được, giúp đến lớp 12 cũng được, đại học cũng được. Miễn là Trâm còn giúp được bạn thì Trâm sẽ vẫn đồng hành cùng Trang, trở thành đôi chân để Trang bước đến ước mơ của mình. Ai cũng có những người bạn đặc biệt trong cuộc đời, còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ về người bạn đặc biệt ấy của bạn và điều mà hai bạn muốn cùng nhau thực hiện. 15 phút cho các bạn suy nghĩ và làm bài. Bắt đầu! Coi như là xuất sắc nhất để mà trình bày cái bài viết của mình. Trong năm bạn này thì vô cùng xuất sắc, nhưng ba bạn kia còn xuất sắc hơn nữa. Bạn thứ nhất đó là bạn Mai Phương, lớp 3A6.
Bạn thứ hai là bạn Huy Hoàng lớp 4A3. Và bạn thứ ba là bạn Lam Anh lớp 4A3. À, thầy xin chúc mừng ba bạn. Hai bạn còn lại thầy cũng mong rằng mình cố gắng hơn nữa để mình đạt cái thành tích sau tốt hơn. Thầy chúc mừng các bạn. Cảm ơn hai bạn đã tham gia và các bạn đã rất xuất sắc trong ngày hôm nay nha. Một tràng tay nữa nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thuyết trình của cả ba bạn. Và bây giờ sẽ là phần thuyết trình của bạn Huy Hoàng. Ai cũng có những người bạn đặc biệt, còn em thì cũng có bạn ấy. Bạn ấy tên là Nguyễn Nhật Minh, bạn ấy hiện tại đang học lớp 5. Bạn học trường tiểu học Xuân Khánh 2. Từ khi bạn còn học lớp 2, lớp 3, bạn đã mất đi người mà bạn ấy thân yêu nhất là ba bạn ấy. Cũng như em, bạn ấy, em cũng đã mất đi người thân yêu nhất là ba em. Điều mà bạn và em cùng muốn làm là lớn lên có một cuộc sống bình thường, hạnh phúc, vui vẻ như bao người khác. Em và bạn sẽ cố gắng học tập tốt để sống mà không bao giờ buồn trong cuộc sống. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trình bày của bạn Mai Phương. Em có một người bạn rất đặc biệt, bạn ấy tên là Hoàng. Bạn ấy lúc khi sinh ra đã bị cụt hai bàn tay, trông bạn ấy rất tội nghiệp. Bạn ấy khi bước vào lớp, tất cả mọi người đều cười và trêu chọc bạn ấy, nhưng em lại không cười, nhạo bạn ấy vì em biết hoàn cảnh gia đình của bạn ấy. Ngược lại, em rất yêu quý bạn ấy, em còn giúp đỡ bạn ấy. Em nghĩ là lúc đầu bạn ấy chắc rất buồn, nên em đã nói mình sẽ mãi mãi làm bạn thân của cậu, khiến bạn ấy rất vui. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe bài thi của bạn cuối cùng. Ai cũng có những người bạn đặc biệt trong cuộc đời, còn em cũng có một người bạn thân đặc biệt của em. Bạn tên là Ngọc Minh, lớp 4A5, trường tiểu học Thới Bình 1. Bạn là một người vô cùng tốt bụng và thân thiện. Tuy nhiên, khi hai tụi em lên lớp 1, thì ba mẹ không cho học chung trường vì nhà bạn gần trường Thới Bình 1, nên bố mẹ cho học ở trường đó. Ở trường, em cũng có nhiều bạn, nhưng em rất muốn bạn thân của em học ở trường em. Em rất nhớ bạn ấy. Mỗi giờ ra chơi, em thường vẽ những bức tranh về tình bạn. Bạn ấy cũng rất nhớ em. Bạn luôn giúp đỡ em trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Điều em mong muốn giờ đây là em và Minh vẫn sẽ là bạn thân nhất. Cho dù là xa cách, nhưng chúng em luôn giúp đỡ và khuyến khích nhau. Em rất thương và mến bạn em. Mặt trạng tinh anh đây là ba sĩ tử vô cùng xuất sắc. Con mời thầy công bố trạng nguyên nhí của trường tiểu học Võ Trường Toản ạ. Trong cái thời khắc quan trọng này thì thầy đại diện cho chương trình cũng như trường tiểu học Võ Trường Toản, thầy quyết định là chọn một bạn xuất sắc nhất của trường chúng ta hôm nay. Đó là bạn Nguyễn. Xin được chúc mừng bạn Nguyễn Lâm Anh đã trở thành trạng nguyên nhí của trường tiểu học Võ Trường Toản. Các bạn sĩ tử còn lại, các bạn cũng đừng buồn nha. Mỗi bạn sẽ nhận được một thùng sữa đến từ nhà tài trợ Vinamilk Pro Cộng. Trạng nguyên nhí của chúng ta sẽ nhận được một thùng sữa của nhà tài trợ Vinamilk Pro Cộng này, kỷ niệm trương này, băng khen của chương trình này, một bộ trang phục trạng nguyên nhí, và sự bộ trang phục này sẽ cùng với bạn đồng hành đến trận chung kết của chúng ta tại văn miếu Quốc Tử Giám, và quan trọng nhất là một phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng. Wow! Và bây giờ sẽ là thời khắc vinh danh trạng nguyên nhí ngày hôm nay. Yeah! 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 Yeah
xinh đẹp và ưu tú như mình. Bạn muốn đi leo núi với một người ngọc ngà dễ thương xinh đẹp như mình. Bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên. Cậu ơi, cố lên, cố lên. Quên đón xem chương trình Trạng Nguyên Nhí được phát sóng vào lúc 13 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.